cương quyết yêu cầu chính quyền địa phương giải tỏa các bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng tự phát, hoạt động trái phép, thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, đất đai theo thẩm quyền, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả thực hiện 6 tháng một lần. Đó là yêu cầu tại văn bản số 2727/UBND-TNMT của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý, sử dụng đất ven sông làm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố về tăng cường quản lý, sử dụng đất ven sông làm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo nhiệm vụ của từng đơn vị đối với hoạt động bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng.